Bàn ghế hoàng gia chân 14 do công ty đồ gỗ Phạm Gia là mới bàn giao xong cho gia đình anh trụ ở cổ loa Đông Anh, Hà Nội. Đây, bộ so món này như trên màn hình đã được kê trong một cái không gian phòng khách rộng 20 m², kết hợp là bàn ghế phòng khách và kệ tivi và bàn phòng thờ đây luôn. Đấy, anh chị em cùng tham khảo nhé. Một cái không gian là tổng 20 m² thôi nhưng mà bố trí rất là đẹp, phòng thờ phòng khách kết hợp với nhau. Đó. Đấy, để anh chị em cùng tham khảo. Và nếu mà anh chị em mà quan tâm những cái bàn ghế phòng khách hay là phòng thờ hay phòng ăn thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty đồ gỗ Phạm Gia theo những số hotline đang hiện trên màn hình và xưởng Phạm Gia sẽ tư vấn chi tiết hơn. Xin cảm ơn anh chị em đang xem video.